Hi everyone, welcome back to New You English. How are you today? Are you happy? Are you ready for the new lesson? In this video, we will continue to learn two more vowels in English. They are U and U. First of all, we will start with U. Âm này được ký hiệu như chữ U và có dấu hai chấm như vậy, đó là âm U dài. Để tạo được âm này, chúng ta sẽ đưa môi về phía trước tạo thành hình tròn. Đưa lưỡi lên cao và kéo về phía sau. Mình kéo dài hơi. U. 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 Cả nhà lưu ý ở âm này, mình hay quên ở các việc đưa môi ra, mình cứ ư như tiếng Việt như vậy, thì cái môi của mình nó không có tròn, dẫn đến là cái âm cũng không có tròn. Ha, mình cố gắng đưa môi ra. U. 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 Alright, we will practice with some words. U. Two. 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 U. Roop. Rup, rup. Mình lưu ý mình không đọc là rup, rup thì nó là âm u ngắn rồi ha. Mình kéo dài một xíu ngay chữ u, rồi mình di chuyển qua âm p ha. Rup, rup, rup. U, shu, shu, shu. U, blue, blue. Blue. Ooh. Fruit. 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 Juice. 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 That's easy, right? Just review all the words one more time. Two. Two. Roop. Roop. Shoe. Shoe. Blue. Blue. Fruit. Fruit. Juice. Juice. Hello teacher, hello class. Thế là đã xong âm đầu tiên rồi cả nhà, cũng không quá khó phải không ạ? À? Âm thứ hai này thì cũng có nhiều điểm tương tự như âm đầu tiên, đó là môi của chúng ta vẫn đưa ra như vậy. Nhưng cả nhà lưu ý ở cái âm u ngắn này thì môi của mình sẽ không quá tròn như cái âm u dài hồi nãy ha. Môi của mình hơi tròn và đưa ra. Lưỡi của mình vẫn đưa lên cao và lùi về sau. Và mình phát âm ngắn hơi thôi. Ư. 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 Alright, we will practice with some words. Sugar. 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 Mình không kéo dài là sugar. 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 Book. 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 Foot. 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 Wood. 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 Woman. 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 Fall. 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 Cái chữ fall này đặc biệt nè. Khi mà âm u ngắn mà kết hợp với cái âm g, mình sẽ tạo ra một cái âm hơi lai về âm o ha. Full. Full. Đó là lý do chúng ta không đọc là full, full ha, đọc là full. 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 Just review all the words again. Sugar. 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 Book. Book. Foot. Foot. Wood. Wood. Woman. Woman. Fall. Fall. Có một điểm thú vị liên quan đến âm này, đó là ở cái âm yêu trong giọng Anh thường có xu hướng đọc thành âm u dài của chúng ta ngày hôm nay trong giọng Mỹ. Ví dụ như trong từ New Year thì giọng Mỹ họ đọc là New Year. New. 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 Tóm lại, sự khác biệt giữa hai âm này đó là âm u. Miệng của mình sẽ tròn hơn so với âm u. Và âm
ư sẽ dài hơi hơn so với âm ư. 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 Để nhớ bài kỹ hơn, phát hiện lỗi sai và sửa chữa lỗi sai, anh chị hãy cố gắng làm bài tập thật là đầy đủ anh chị ha. Thank you for watching. See you again in the next video.